mí là một trong những kỹ thuật làm đẹp có thể giúp trẻ em khắc phục nhanh chóng khuyết điểm mắt một mí và mí lót. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt lợi ích thì cắt mí mắt cũng để lại những biến chứng khôn lường dành cho phái đẹp nếu lựa chọn cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng. Trong đó điển hình nhất là tình trạng cắt mí mắt không nhắm được. Vậy cắt mí không nhắm được là do đâu và làm sao để khắc phục hiệu quả? Câu trả lời sẽ có ngay trong video này của Blog Đẹp, chị em hãy cùng theo dõi nha. Tại sao cắt mí không nhắm được mắt? Cắt mí mắt là quá trình tiểu phẫu đơn giản, có tính an toàn cao, rất được ưa chuộng bởi phái đẹp. Tuy nhiên, vì cuộc tiểu phẫu này tác động trực tiếp lên khuôn mặt của chị em, đặc biệt là đôi mắt, nên nếu phái đẹp không lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín và chất lượng thì những biến chứng sau khi cắt mí hoàn toàn có thể xảy ra. Trong đó, cắt mí không nhắm được là một trong những biến chứng xuất hiện phổ biến nhất. Biểu hiện của biến chứng này là mắt bị căng cơ, trợn ngược, không thể nhắm lại được, từ đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới vẻ bề ngoài của phái đẹp, đồng thời làm chị em cảm thấy lo lắng, bất an khi cuộc sống bị đảo lộn. Do vậy, nguyên nhân nào khiến cho cắt mí không nhắm được mắt là câu hỏi được rất nhiều chị em quan tâm. Sau đây là một số nguyên nhân cắt mí không nhắm được mắt điển hình mà Blog Đẹp đã tổng hợp được. Chị em hãy cùng tham khảo ngay nhé! Thứ nhất, do bác sĩ thực hiện thiếu kinh nghiệm, tay nghề. Khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ sẽ cắt đi quá nhiều lượng da tại vùng mí mắt trên, khiến vết thương sau khi hồi phục bị co kéo, làm lật bờ mi, từ đó dẫn tới tình trạng hai mí mắt không thể nhắm hoàn toàn như là bình thường được. Thứ hai, do bác sĩ khi khâu chỉ đã siết quá chặt vào cơ nâng mi, điều này gây nên tình trạng sẹo ở mí mắt, dẫn tới mắt không nhắm lại được. Thứ ba, chăm sóc mắt sau khi cắt mí không cẩn thận. Sau khi cắt mí, người bệnh không được tư vấn chăm sóc cẩn thận hoặc người bệnh không tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ sẽ dẫn tới việc cắt mí không nhắm được mắt. Tất cả những nguyên nhân này chủ yếu xuất phát từ việc phái đẹp đã lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng, sở hữu công nghệ lạc hậu, tay nghề bác sĩ còn non kém để thực hiện cắt mí. Do vậy, tình trạng cắt mí không nhắm được mắt là điều khó tránh khỏi. Ngoài biến chứng ở trên, thực hiện cắt mí tại cơ sở thẩm mỹ không uy tín còn khiến phái đẹp gặp những biến chứng khác như sau. Mắt bị bầm tím, sưng, thâm, tụ máu. Điều này xảy ra khi mà dụng cụ, trang thiết bị mổ chưa được tiệt trùng sạch sẽ, gây viêm nhiễm vết mổ, ảnh hưởng tới cấu trúc bên trong của mắt. Mí mắt bị nhiễm trùng, mừng mủ, sẹo lôi. Quá trình phẫu thuật cắt mí không được khử khuẩn kỹ càng, dẫn tới mừng mủ và nhiễm trùng. Mí mắt bị sâu, sụp. Do bác sĩ đã cắt quá nhiều mỡ và cơ mí mắt khiến vùng này bị lõm sâu, sụp, ảnh hưởng xấu tới ngoại hình. Mí mắt không đều, bị lệch. Xảy ra do quá trình đo vẽ, tính tỷ lệ da trùng, mỡ thừa của bác sĩ không chính xác, dẫn đến phẫu thuật không chính xác. Những biến chứng này đều gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cũng như tâm lý người bệnh. Do vậy, các chị em cần phải hết sức cẩn thận khi lựa chọn những cơ sở thực hiện cắt mí nha. Cắt mí không nhắm được mắt thì phải làm sao? Cách khắc phục biến chứng sau khi cắt mí hiệu quả nhất. Tùy theo mức độ cắt mí không nhắm được mắt ít hay là nhiều mà các bác sĩ sẽ áp dụng các biện pháp khắc phục phù hợp cho chị em. Trường hợp cắt mí không nhắm được mắt nhẹ, chị em có thể được hướng dẫn áp dụng các bài tập cơ mắt hay là massage mắt đơn giản để cải thiện mí mắt của mình. Kết hợp với đó, phái đẹp còn được chỉ dẫn sử dụng dưỡng ẩm mắt và thuốc bôi trơn để giảm bớt tình trạng hợp mí mắt. Với trường hợp cắt mí không nhắm được mắt nặng, lúc này bác sĩ có thể tiêm mỡ tự thân hoặc là tiến hành một ca phẫu thuật dịch chuyển túi mỡ để có thể khắc phục vấn đề này. Trường hợp mắt bị biến dạng nặng, các chị em có thể phải thực hiện ghép da mí. Lời khuyên sau khi cắt mí mắt, để tránh gặp phải hiện tượng cắt mí không nhắm được mắt và những biến chứng hậu phẫu khác, chị em nên lưu ý một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín. Chị em không nên ham rẻ mà lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ, spa nhỏ, không có thương hiệu, bởi những cơ sở này sẽ không đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc an toàn, bác sĩ thì tay nghề yếu kém, sẽ gây nên các biến chứng sau khi cắt mí. Thay vào đó, chị em nên lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ uy tín để đạt được kết quả tối ưu nhất sau quá trình làm đẹp nha. Thứ hai, chăm sóc vệ sinh đôi mắt sau phẫu thuật cẩn thận. Hạn chế để mí mắt đụng với nước trong khoảng 1 tuần để tránh bị nhiễm trùng mắt. Mỗi ngày vệ sinh mí mắt 1 lần bằng bông thấm nước muối, sau đó bôi thuốc mỡ kháng sinh lên đường trí khâu theo hướng dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không dùng tay chạm mạnh vào vùng mí mắt mới phẫu thuật. Kiêng các loại thực phẩm như là thịt bò, thịt gà, rau muống, hải sản, đồ nếp để tránh mắt bị dị ứng. 2 tuần đầu sau khi cắt mí, chị em không nên trang điểm, dùng mỹ phẩm hay là xông hơi. Hạn chế ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời khi mí mắt bị viêm nhiễm. Tình trạng cắt mí không nhắm được mắt sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu tới nhan sắc cũng như sức khỏe của chị em.
Do vậy, các nàng cần phải lưu ý là lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ uy tín để tiến hành cắt mí cũng như chăm sóc hậu phẫu một cách cẩn thận để tránh những các biến chứng nghiêm trọng bạn nhé.